Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay tiếp tục với series về môn Logic. Mình sẽ xin giới thiệu với các bạn về phần lý thuyết tập hợp. Mình sẽ giới thiệu lại các bạn về ôn lại các bạn về phần lý thuyết tập hợp. Thì mình đề là ôn lại là bởi vì rằng là cái phần tập hợp này các bạn được học trong chương trình cấp 3 rồi. Và lên đại học, khi học cái môn logic học thì các bạn phải học lại cái môn tập hợp này, nên chính vì thế nên là chúng tôi sẽ phải ôn lại các cái kiến thức tập hợp cũ, kèm theo đó nữa là những cái kiến thức mới mà chúng ta sẽ học thêm trong cái chương trình đại học. Thì trước hết thì mình sẽ đến phần định nghĩa tập hợp. Thì thực sự thì tập hợp lại không có một định nghĩa rõ ràng và cụ thể trong toán học. Bởi vì các bạn có thể tìm hiểu và thực sự là tập hợp không có một định nghĩa cụ thể trong toán học. Bởi vì một tập hợp thì được định nghĩa là một nhóm, một hoặc là một nhóm, hoặc là kể cả là tập rỗng cũng có thể là tập hợp. Và một tập hợp thì nó là một nhóm các cái phần tử có điểm chung hoặc cũng không có điểm chung. Đấy, ví dụ khá đơn giản, ví dụ như là các bạn có tập số nguyên, các bạn có tập số thực. Nhưng mà nếu như giả dụ các bạn muốn trong cái tập số các bạn nó có chữ cái thì các bạn cũng có thể thêm chữ cái vào trong tập hợp của các bạn. Và đấy vẫn được coi là một tập hợp. Mặc dù giữa chữ với số thì nó không có một điểm chung gì cả. Nhưng mà nếu như mà các bạn muốn, các bạn có thể cho vào. Đấy là tập hợp do các bạn tự định nghĩa. Một tập hợp có cả chữ cả số. Đấy là về phần tập hợp, về các tổng quát về tập hợp. Nhưng mà đương nhiên là trong bài tập thường thì các bạn sẽ gặp các cái tập hợp mà nó sẽ có một cái điểm chung. Những đề bài thì thường sẽ cho các bạn có cái tập hợp mà nó có điểm chung, ví dụ như là tập số nguyên, tập số thực, tập số hữu tỉ, thì đó đều là các cái tập hợp mà nó đều có điểm chung cả. Thường là như vậy. Thì chúng ta sẽ đến với những cái khái niệm khá là cơ bản nhưng mà lại khá là dễ gây hiểu nhầm hoặc là dễ bị nhầm. Nhất là hai tập hợp bằng nhau. Thì hai tập hợp bằng nhau định nghĩa là nếu và chỉ nếu chúng có cùng phần tử. Thì với cái định nghĩa này thì nó hơi mơ hồ. Các bạn có thể nhìn xuống ngay cái phần ví dụ ở dưới này của mình. Ví dụ là các bạn thấy một ví dụ bên trên, đó là tập hợp có 3 số là 2, 4, 6. Thì cách sắp xếp tập hợp nó không ảnh hưởng đến chuyện là hai tập hợp nó có bằng nhau hay không. 2, 4, 6 hay 4, 6, 2 thì nó đều là một tập hợp cả. Ví dụ như là đến cái tập hợp bên dưới, các bạn thấy rằng là một tập hợp bên trái nó có cái số lượng phần tử nhiều hơn tập hợp bên phải. Nhưng mà tuy nhiên thì nó đều là ba con số là 1, 3 và 5. Có thể về số lượng nó khác nhưng mà phần tử nó là hoàn toàn là giống nhau. Một tập hợp chỉ chứa 3 số 1, 3, 5. Tập hợp này cũng chứa những các số 1, 3, số 1, 3, 5. Chẳng qua là cái số lượng phần tử nó nhiều số 5 hơn, nhiều số 3 hơn, nhiều số 1 hơn. Nhưng mà nó vẫn là 1, 3, 5. Thế nên là hai tập hợp này nó vẫn là hai tập hợp bằng nhau. Đây cũng là một cái trường hợp mà mình thấy đi thi khá là nhiều bạn nhầm. Các bạn nghĩ là hai tập hợp này không bằng nhau chỉ vì là cái số lượng phần tử nó khác nhau, thì không phải. Các bạn phải so sánh cái giá trị phần tử bên trong tập hợp. Mình sẽ đến cái phần là biểu diễn bằng ký hiệu. Thì đây là biểu diễn bằng ký hiệu tập A và B bằng nhau nếu như mà với mọi x thuộc A thì tương đương với x phải thuộc B. Thì cái biểu diễn bằng ký hiệu này các bạn sẽ phải nhớ, bởi vì rằng là trong bài tập khi mà các bạn biến đổi, thường thì trong logic học, trong môn logic cũng như trong đề thi sẽ có những cái bài tập về biến đổi tập hợp. Nếu muốn biến đổi được tập hợp thì các bạn buộc phải nhớ các cái ký hiệu này thì các bạn mới có thể biến đổi được, nên là nhớ những ký hiệu rất là quan trọng. Vậy thì
Đó là bản chất của hai tập hợp bằng nhau. Có một cái ghi nhớ nhỏ ở đây mình đề cập đến, đấy là về tập rỗng, thì cái ký hiệu mà các bạn đang nhìn trên hình đây là ký hiệu của tập rỗng. Thì một tập rỗng chỉ đơn thuần định nghĩa là tập hợp không có phần tử, vậy thôi. Một tập rỗng là tập hợp không có phần tử. Nhưng mà cái sự khác biệt rằng là tập rỗng nó sẽ khác với một tập hợp tập rỗng nó sẽ khác một tập hợp chứa phần tử là tập rỗng. Các bạn có thể nhìn thấy đây, cái gì ạ? Tập rỗng, khi người ký hiệu tập rỗng như thế này có nghĩa là tập không có phần tử. Còn nếu như ở bên phải, các bạn nhìn thấy rằng gì ạ? Hai cái ngoặc nhọn đây nó ký hiệu là định nghĩa một tập hợp, và bên trong cái tập hợp này nó có phần tử, đó là tập rỗng. Tập rỗng ở trong cái bên phải đóng vai trò là một phần tử. Nên là hai cái tập hợp này không thể bằng nhau được, nó phải khác nhau. Ok. Thì tiếp theo ta sẽ đến với định nghĩa về tập con. Một tập A là tập con của B nếu và chỉ nếu mọi phần tử của A đều thuộc B. Phần tử của A đều thuộc B. Về phần ký hiệu thì các bạn có thể nhìn thấy là cái ký hiệu trên màn hình đây là ký hiệu của tập con, biểu thị cho A là con B. Nếu mà chỉ nếu với mọi x thuộc A kéo theo x thuộc B. Thì cái điều này nó nghĩa là gì? Thì các bạn có thể hiểu một cách rất là đơn giản. Nó giống như là quan hệ bố con vậy. Mọi thứ của con đều là của bố, nhưng mọi thứ của bố thì không thể đều là của con được. Nên là ký hiệu ở đây các bạn thấy là ký hiệu kéo theo. Chứ không phải là ký hiệu tương đương. Có nghĩa là x thuộc A thì x thuộc B, nhưng mà x thuộc B thì chưa chắc đã thuộc A. Thì chúng ta có câu chuyện là A là con của B. Nghĩa là A về nếu chúng ta hiểu một cách nó thực tế ngoài cuộc sống hơn, nghĩa là gì? A có vai vế bé hơn B thì A mới là con B, đúng không nhỉ? Nên là gì ạ? Tóm lại là mọi phần tử của A thì đều phải thuộc B, nhưng mà mọi phần tử của B thì không cần thiết phải thuộc A. Và từ đây chúng ta cũng có một cái cách chứng minh một cái tập không phải là tập con của cái tập còn lại. Đó là chúng ta chỉ cần chỉ ra một phần tử thuộc tập A nhưng không thuộc tập B thì chúng ta hoàn toàn có thể kết luận là A không phải là con của B. Bởi vì A là con của B khi mà các bạn nhìn thấy trên cái định nghĩa này là A là con của B khi mà mọi x thuộc A thì x thuộc B. Nên rõ ràng là gì ạ? Ta chỉ cần chỉ ra một phần tử thuộc tập A mà nó lại không thuộc vào tập B thì nó hoàn toàn có thể chứng minh A không phải là con B. Và cái điều này có thể làm rõ hơn trong các cái video sau, mình sẽ làm một phần bài tập về tập hợp. Bạn sẽ thấy là điều này mình làm sẽ rõ hơn. Đó. Và tiếp theo, sau đây thì mình sẽ giới thiệu với các bạn các cái phép toán trong tập hợp. Thì có một cái phần nó là phần tích đề các và tích giữa hai tập hợp. Thì cái phần này thì trong video này hiện tại là mình chưa đề cập đến, bởi vì thứ nhất là cái phần này thì mình nghĩ là nên có bài tập thì nói với các bạn sẽ dễ hơn, nó dễ nhớ hơn, nó không phải là một phần khó, nhưng mà có bài tập thì mình sẽ nói với các bạn nó dễ hơn. Và trong video này mình sẽ đề cập đến bốn cái phép toán trong tập hợp. Thứ nhất là phép hợp. Thì cho A và B là hai tập hợp, khi đó chúng ta có là hợp, cũng được gọi là hội. Thì hội này thì là cái ngôn ngữ các bạn dùng trong các bài trước, các bạn đã biết những phép hội rồi. Các cái bài trước, cái series video của mình nói phép hội rồi. Phép hội của A và B là tập gồm các cái phần tử A và các phần tử của B là không chứa phần tử nào khác.
Đây là một cái định nghĩa mình lấy trên đúng Wikipedia. Thế và các bạn dễ nhớ thì các bạn thể nhìn trong ví dụ bên dưới. Ví dụ mình có tập A gồm có 3 con số là 135. Có tập B gồm 3 con số là 246. Thì hợp của A và B nó là 135 246. 135 246 nghĩa là lấy tất cả các phần tử cả của A và cả của B. Thì các bạn nhìn vào ký hiệu đây thì các bạn cũng sẽ phải nhớ ký hiệu này. Đây là ký hiệu là x, những x thuộc A này, phép này là phép phép tuyển. Nếu như các bạn nhớ cái ký hiệu hoặc xuống dưới này thì là cái phép tuyển trong phần logic lượng từ, từ mình đã nói trong những cái series trước, nghĩa là nó lấy theo cái dấu hoặc, nghĩa là x thuộc A hoặc x thuộc B. Vậy thì nếu như một tập hợp được lấy ra, một tập hợp lớn được lấy ra từ phép hợp A với B thì nó phải là tất cả các phần tử cả của A và cả của B thì nó mới đảm bảo được cái điều kiện đấy như thế. Ok, thì sau phép hợp mình sẽ giới thiệu đến phép giao. Thì giao của tập A và tập B là những cái phần tử thuộc cả A và tùy phần tử thuộc cả A và B, ngoài ra không có phần tử nào khác. Bạn thấy hai cái định nghĩa của phép hợp phép giao đã khác nhau. Đấy là phép hợp thì nó nói là gì, tập hợp gồm các phần tử A và các phần tử của B. Còn định nghĩa của phép giao hiện là những cái phần tử mà của A giao B nó phải thuộc cả A lẫn B. Và nói như cách dễ nhớ dễ hiểu thì nói cách dễ nhớ dễ hiểu thì phép giao nó ngược với phép hợp. Nếu như mà phép hợp chúng ta lấy toàn bộ những phần tử cả thuộc A cả B thì phép giao ta chỉ lấy những phần tử giao giữa A và B thôi, nghĩa là những phần tử chung của A và của B. Các bạn nhìn xuống ví dụ bên dưới các bạn sẽ dễ hiểu. Ví dụ A là 135 này, B bằng 243. Thì A giao B nó chỉ được một cái tập hợp có một phần tử 3 này thôi, vì 3 là phần tử chung giữa A và B. Đó, thì qua ví dụ các bạn sẽ dễ nhớ hơn rất là nhiều. Bản thân mình cũng không muốn nhớ bằng định nghĩa, vì nhớ định nghĩa rất là khó nhớ, mình nên nhớ bằng ví dụ. Phép giao các bạn hiểu đơn giản là các bạn lấy ra các phần tử chung giữa cả của A và B, nghĩa là phần tử đó vừa phải thuộc A vừa phải thuộc B. Cứ cái gì chung giữa hai tập hợp đó thì bạn lấy ra. Còn nếu như các bạn phải xử lý phép hợp thì các bạn làm ngược lại phép giao, nghĩa là thay vì lấy những cái chung thì các bạn sẽ lấy hết toàn bộ cả của A và cả của B. Ok, thì tiếp theo sau phép giao phép hợp nó là phép phần bù. Thì trong phần bù này thì có hai cái lý thuyết, đó là phần bù tương đối và phần bù tuyệt đối. Phần bù tương đối, phần bù tuyệt đối. Thì thứ nhất chúng ta đến với cái phép hiệu của hai tập hợp. Hiệu của hai tập hợp hay còn được gọi là phần bù tương đối của A trong B là tập gồm tất cả các phần tử thuộc B nhưng không thuộc A. Đúng nhỉ? Và chúng ta thấy ở bên dưới đây ký hiệu là B trừ A, nghĩa là bằng x thuộc B nhưng x sẽ không thuộc A. X thuộc B nhưng x sẽ không thuộc ba, x sẽ không thuộc A. Và các bạn sẽ thấy cái ví dụ ở dưới này của mình nói bạn sẽ khá là dễ hiểu hơn. Nếu như mình có tập A là 135, B là 243 thì B trừ A nó sẽ là 2 và 4. Tại sao như thế? Vì các bạn thấy là có phần tử 3. Phần tử 3 này nó đã trùng với cái phần tử 3 ở trong tập A nên chúng ta không thể lấy được. Và khi chúng ta lấy B trừ A thì chúng ta chỉ dư cái phần tử 2, 4 là phần tử thuộc B nhưng mà không thuộc tập A. Các bạn có thể nhớ cách dễ hiểu nó giống như phép trừ bình thường vậy. Khi ta dùng những cái từ là hiệu hai tập hợp, các bạn có thể quên cái gọi là phần bù tương đối đi, bởi vì là những cái đấy nó sẽ không dụng trong bài thi. Trong bài thi người ta sẽ chỉ bảo các bạn lấy hiệu hai tập hợp thôi.
và lấy hiệu của hai tập hợp thì các bạn lấy những phần tử bằng thuộc tập, như là nếu như trong phép trừ có số bị trừ số trừ đó. Thì nếu như mà b trừ a thì nghĩa là x thuộc b, nhưng x sẽ không thuộc a. Tiếp theo là phần bù tuyệt đối. Phần bù tuyệt đối thì định nghĩa là cho một tập u và một tập a là tập con của tập u, thì khi đó phần bù của a trong u gọi là tuyệt đối, hay chúng ta có thể dùng từ là phần bù thông thường. Đây là ký hiệu AC này, hoặc là A phẩy này, nghĩa là tùy trường hợp các bạn. Các ký hiệu này có thể trường các bạn sẽ thống nhất để khi đi thi các bạn không cần phải luống cuống trong các ký hiệu. Thì cái phần bù tuyệt đối này, ra ký hiệu là A, đây là ký hiệu A gạch ngang, thì sẽ là những phần tử mà x thuộc U nhưng x không thuộc A. Các bạn thấy cái này nó sẽ giống như cái kiểu, nó cũng sẽ na ná phần hiệu hai tập hợp bên trên. Đây nó giống như kiểu phép trừ của u trừ đi a. Nếu như lấy u trừ đi a, chúng ta sẽ có một tập hợp chỉ thuộc x, chỉ thuộc u nhưng không thuộc a. Thực sự là các bạn sẽ thấy nó khá là giống so với cái định nghĩa về hiệu hai tập hợp, đúng không nhỉ? Khá là giống. Qua cái khác ở đây, nghĩa là a là cái tập con của u, người ta cho a tập con của u. Có một cái ví dụ khá là đơn giản trong phần này, đấy là nếu u là tập các số nguyên dương nhỏ 100, a là tập x với x lớn hơn 70, thì a gạch ngang này, hay khi chúng ta nói lấy phần bù của a trong u, nó sẽ là tập x với x nhỏ hơn bằng 70. Những cái phần tử này nó thuộc u mà, nhưng mà nó sẽ không thuộc a. Đó. Ok. Thì đó là toàn bộ cái phần lý thuyết tập hợp trong cái mình khái quát về lý thuyết tập hợp. Thì cho các cái video sau mình sẽ có thể nói thêm các cái phần lý thuyết cả tiếp theo liên quan tập hợp, hoặc là nó sẽ là các cái video về bài tập, các cái bài tập đơn giản liên quan đến phần tập hợp này. Và các bạn nên nắm chắc những cái lý thuyết này, kể cả những cái phần ký hiệu như thế này nữa, vì khi đi thi như mình nói thì sẽ có những cái bài các bạn phải dùng đến biến đổi, và muốn biến đổi được các bạn thuộc những cái cách biểu diễn tập hợp này. Thì về phần cách biểu diễn tập hợp này mình sẽ không nói lại, và các bạn nên xem trong sách. Ok, thì video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh cho mình. Và mình cũng mới lập một cái page trên Facebook, cũng có trang kiến thức toán tin. Các bạn có thể vào đấy theo dõi page để mình có thể cập nhật những cái, ví dụ như đề thi hay những cái thông tin liên quan đến các cái môn, những cái series mà trên YouTube của mình. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.